Bài diễn cảm Mẹ ơi. Tác giả Nguyễn Thành. Thật lắm chuyện, cứ mỗi lần mẹ cất tiếng là tôi lẩm bẩm quay người đã phát một cái gì dưỡng bên chân. Mãi cũng nhàm, gần đây tôi thường lẳng lặng quay đi, như không nghe, như không biết gì cả. Tôi đâm ra ghét mẹ. Tôi chẳng hiểu tại sao và từ bao giờ mẹ cứ phải nói nhiều đến thế. Cứ hễ mỗi lần mở miệng ra là y như rằng con trai lớn rồi mà. Nhưng hình như mẹ không hề biết rằng tôi đã lớn, đã bắt đầu bước vào cuộc sống, bước vào cuộc chơi với bạn bè trong mặc cảm về thân phận nghèo khó của mình. Tôi chúc tất cả sự hờn giận ấy vào những thú vui quên ngày tháng. Thấy tôi ngoài giờ học cứ lòng nhông mãi, mẹ tôi lại tới lên điệp khúc. Con trai lớn rồi mà. Một hôm tôi đâm cáu. Lớn, lớn làm gì cho khổ thêm ra hả mẹ? Đã nghèo thì không nên khổ, nghèo mà khổ thì thành người mạt hạng rồi. Mẹ hốc miệng tròn xoe mắt nhìn tôi. Mãi một lúc mẹ mới cắt được tiếng giọng lạc đi. Mẹ cực khổ cả đời, chẳng lẽ... Không đợi mẹ nói hết câu, tôi quăng mình lên giường bịt tai lại. Không biết mẹ có hiểu nỗi đau riêng mà tôi muốn dìm chết nó. Nỗi đau thầm dai dẳng phết trên mặt tôi một vẻ ngang ngược lạnh lùng. Một buổi sáng, Nga đến trường hối hả giục tôi về. Dò dã theo nó, tôi biết rằng mẹ tôi bị tai nạn. Mẹ quậy gánh ra đồng, gánh nặng. Mẹ sụp xuống bờ ruộng đã bao năm mòn dẹt đi vì bước chân gần một đời cơ cực. Con người giống hay coi thường những cái đã thành quá quen thuộc. Mẹ cứ tưởng rằng cái gì đã quen rồi thì có thể vượt qua được tất cả. Nhưng trời ơi, mẹ đã già. Cái ngã ấy làm mẹ bị chấn thương nặng, á khẩu luôn. Tôi thảng thốt nhìn mẹ câm lặng, xanh xao, khác lạ như thể người nào đó tôi chưa từng quen biết. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ vội vã rướn người, cầm lấy đôi bàn tay tôi đang run lên vì ngượng ngập. Mẹ nhìn tôi, nhìn lũ em lem luốc đang quay quanh giường, và từ trong đôi mắt sâu thẳm khắc khoải nỗi đợi chờ của mẹ, một dòng lệ chảy ra, giàn giụa tràn xuống đôi má nhăn nheo. Bỗng mẹ oằn người lên, nấc một tiếng, cả người níu trên cánh tay tôi nặng trĩu. Tôi chỉ kịp thét lên, mẹ ơi! Một tiếng xé lòng, rồi đổ gục xuống chết đuối trong dòng nước mắt tuôn tràn qua khuôn mặt vốn tưởng chai lì.